Rồi xin chào anh chị ha. Hôm nay em giới thiệu anh chị một cái cây cát xưa. Cây này rất là lâu đời, không ai còn nhớ tên nữa. Cây này có đặc điểm là xiên hoa, bông chùm, hoa kích thước như bàn tay em ha. Đây. Kích thước này ngang cỡ tầm khoảng 13-14 cm ha. Cây này rất là xiên hoa và lên rất là khỏe, nó giống khỏe giống như cây bọt da hồng vậy chị. Anh chị nào mà nhớ tên thì bình luận tên giùm em luôn ha. Rồi khi nào có những cái chậu lan đẹp thì em quay cho mọi người xem tiếp nha. Cảm ơn các chị đã xem video.